tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay tin mừng Chúa Giêsu dâng lời nguyện lên Chúa Cha. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vậy chúng ta phải hiểu lời Chúa hôm nay thế nào? Phải chăng là Chúa không muốn ban ơn cứu độ cho những người thông thái, khôn ngoan, hiểu biết, giàu có? Thưa, Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người. Vì Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, Chúa là Cha, Chúa muốn ban cho tất cả con cái được đón nhận hồng ân cứu độ. Thế nhưng đây là cách nói. Sở dĩ mà những người thông thái không đón nhận được ơn cứu độ là vì họ tự cho mình hiểu biết, mình khôn ngoan, mình đầy ắp, và họ khép lòng lại với ơn cứu độ. Cụ thể như những luật sĩ và pha-ri-sêu, họ vỗ ngực xưng tên là người hiểu kinh thánh, là người giữ luật, và họ đã tự hào tự mãn mình là người đạo đức, nên họ đã khép lòng lại. Vì sự tự hào tự mãn, họ đã không đón nhận được Đức Giêsu. Còn những người dù có thông thái, dù có khôn ngoan, dù giàu có, nhưng là những người ý thức mình là thụ tạo, mình cần ơn cứu độ, và họ mở lòng ra đón nhận Đức Giêsu, thì họ đón nhận được ơn cứu độ. Như vậy, không phải Chúa Cha hẹp hòi, Chúa Cha không muốn ban ơn cứu độ cho những người thông thái, những người khôn ngoan, những người giàu có. Nhưng thường thì chính những sự khôn ngoan thông thái, giàu có đầy đủ làm lòng ta tự hào tự mãn và khép lòng lại với ơn Chúa. Trái lại, những người bé mọn là những người tin vào Đức Kitô, những người thấy mình
cần ơn cứu độ, thấy mình còn rỗng nên đã mở lòng ra để ân sủng của trời cao tuôn đổ xuống. Vậy chúng ta thấy đây là một ơn của Chúa. Với lời của Chúa, Chúa mặc khải cho những người bé mọn. Những người bé mọn ở đây là những người môn đệ của Thầy Giê-xu. Những người bé mọn ở đây cũng có thể hiểu là những người nghèo khó, những người bị bỏ rơi, bị loại trừ, bị khinh khi. Nhưng chính những người đó lại khiêm tốn mở lòng ra đón nhận ơn của Chúa. Vậy chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta là người Kitô hữu, là môn đệ của Thầy Giê-xu, xin cho chúng ta biết lắng nghe, biết đón nhận lời của Chúa. Và Chúa đã nói, Chúa Cha giao phó cho tôi mọi sự. Chúa Giê-xu phục sinh đã được Chúa Cha trao phó mọi sự. Và điều quý nhất ở Chúa Giê-xu là Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa. Ngài có một mối tương quan độc nhất vô nhị. Ngài biết Chúa Cha. Ngoài Ngài ra, không ai biết được Chúa Cha. Và cũng ngược lại, chỉ có Chúa Cha biết rõ người Con của Ngài. Và Chúa Giê-xu đã mặc khải cho những người Ngài muốn mặc khải. Vậy chúng ta hạnh phúc được là Kitô hữu, được Chúa Giê-xu mặc khải là những người môn đệ, những người bé nhỏ yêu quý của Chúa Giê-xu, của Chúa Cha. Vậy Chúa Giê-xu không giấu chúng ta, việc theo Chúa Giê-xu phải vất vả, phải mang lấy ách. Thường thì chúng ta chẳng muốn mang ách, bởi vì mang cái ách thì nó nặng nề, nó vất vả. Như con trâu con bò khoác cái ách vào, cày bừa kéo cộ. Thường thì chúng ta muốn tự do, dễ dãi, thoải mái. Nhưng mà ông bà anh chị em cứ xem, nếu mà cái con trâu con bò nó không có cái ách, không cách nào nó kéo được cái xe, không cách nào nó chở được đồ. Nó chỉ đeo cái ách vào, nó với hữu hiệu cho con người, nó với làm được việc. Thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy, không có một cái kiếp người mang lấy thân phận con người, có hồn có xác, là chấp nhận những nhọc nhằn, những trách nhiệm, những khó khăn, những thử thách. Đó là điều tất yếu, không ai tránh khỏi. Chúa Giê-xu không giấu chúng ta điều đó. Nhưng Chúa Giê-xu nói, hãy mang lấy ách của ta, vì ách ta thì êm ái và gánh ta thì nhẹ nhàng. Hỡi tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vậy thưa ông bà, anh chị em, giữa một thời đại duy hoạt động, một thời đại di động tính, con người cuồn cuộn lao động sản xuất và bị cột chặt vô biết bao nhiêu những vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc đời, ngay càng ngày có nhiều người chết căng thẳng, tai biến, nhiều người ra tâm thần, nhiều người quá áp lực không chịu được nữa, phải tự tử, phải trốn chạy. Chúng ta thấy lời của Chúa đụng chạm vào kiếp người, vào thân phận con người
của thời đại hôm nay, nhất là trong cơn đại dịch này, khi kinh tế khủng hoảng, khi cuộc sống khó khăn, nhiều gia đình di dân chúng ta đang cảm thấy nặng nề, cảm thấy hụt hơi, đuối sức, lo lắng, buồn phiền, căng thẳng, đang bị chết. Thì anh chị em đến nhà thờ hôm nay, Chúa mời gọi anh chị em, hỡi tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Nhưng mà Chúa Giêsu không hứa là theo đạo, trở thành môn đệ, trở thành Kitô hữu là được bồi dưỡng, được nghỉ ngơi, nhàn nhã, thoải mái. Không có cái chuyện đó. Mà thậm chí theo đạo là người Kitô hữu thì vất vả hơn. Chúa Giêsu không hứa cho chúng ta một sự bình an rẻ tiền, một sự bình an trốn chạy. Nhưng Chúa Giêsu hứa là nếu ai yêu mến Ngài, sống lời của Ngài và kết hợp với Ngài thì sẽ có một cái ách. Và cái ách đó nó êm ái, nó nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng êm ái, không phải là cái ách đó nó nhẹ nó êm ái vì theo Chúa, Chúa cất hết mọi khó khăn thử thách, mà nó trở nên nhẹ nhàng êm ái là vì tình yêu. Vì ta yêu mến Chúa, ta thờ phượng Chúa, ta sống khiêm nhường, ta sống hiền hòa, thì mình sẽ gieo bình an, gieo những hoa trái tốt lành. Vì yêu mến Chúa, ta sống lời của Chúa, ta tránh xa những tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, thì đời ta sẽ bình an. Biết bao người Kitô hữu cảm nếm và say mê đời sống đạo của chúng ta. Vẫn còn đó những trách nhiệm, những gánh nặng nề của tội lỗi, của trách nhiệm, của công việc, của mọi thứ dồn dập lên vai chúng ta. Nhưng chúng ta rất hạnh phúc vì chúng ta yêu mến Chúa, vì chúng ta kết hợp với Đức Giêsu, vì chúng ta sống theo lời của Chúa, nên kiếp người của chúng ta, đời của chúng ta nó bình an. Bình an không phải là không có sóng gió, không có khó khăn, mà có một sức sống để vượt qua mọi phong ba bão tố của cuộc đời, để chúng ta không chết, để rồi uống bia uống rượu xài dầu, chúng ta không căng thẳng, không chết buồn bã để tìm vào những thuốc gây mê, thuốc phiện, hoặc là trốn chạy. Nhưng người Công giáo chúng ta có ơn của Chúa, có sức sống của Chúa, nên người Công giáo chúng ta được bổ dưỡng, được nghỉ ngơi trong Chúa. Vậy anh chị em hãy lắng đọng trong thánh lễ hôm nay, anh chị em hãy dâng hết cho Chúa, lạy Chúa. Chúa nói những ai vất vả mang gánh nặng nề, chúng con là những người di dân về vùng đất khách quê người này, tha phương cầu thực. Chúng con nặng nề, chúng con vất vả, chúng con long đong suốt ngày, giữa cơn đại dịch này lại càng khó khăn hơn. Chúng con dâng về Chúa, dâng lên Chúa cuộc đời chúng con, và xin Chúa cho chúng con được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì chúng con yêu mến Chúa và sống theo thánh ý của Chúa, nên cuộc đời chúng con được nhẹ nhàng, được êm ái. Amen.
tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi.